Dù đã bước sang tuổi trung niên, nhưng các quý ông vẫn luôn có sức thu hút riêng bởi phong cách nam tính, đĩnh đạc. Một trong những điều góp phần tạo nên sự đặc biệt đó là những bộ vest nam trung niên toát lên sự tự tin, phong thái, sang trọng. Mua một bộ vest trị giá 990.000 đồng, tặng ngay một chiếc quần nâu cao cấp trị giá 500.000 đồng dành riêng cho những quý ông chốt đơn tại video này. Thời trang 1975 ra mắt sản phẩm bộ vest nam cao cấp. Cặp thông minh, phù hợp với mọi dáng người. Chất liệu vải tuxi cao cấp, không nhăn, không xù, không phai màu, đặc biệt thấm hút mồ hôi cực tốt. Những gam màu đơn giản mà thời thượng mang lại đẳng cấp và sức hút riêng. Sản phẩm của chúng tôi không chạy theo trào lưu, xu hướng của xã hội mà tập trung về giá trị, chất liệu sản phẩm. Bộ sưu tập gồm 6 màu đặc biệt. Mã 01, màu nâu tây cuốn hút. Mã 02, nâu cà phê sang trọng. Mã 03, xanh ghi lịch lãm. Mã 04, xanh tím than thời thượng. Mã 05, ghi sáng thu hút mọi ánh nhìn. Mã 06, đen than phù hợp với mọi hoàn cảnh. Sản phẩm của chúng tôi phù hợp với những người có xu hướng thích sự thoải mái, đơn giản, không cầu kỳ, có thể mặc đi làm, đi chơi, gặp gỡ bạn bè, đối tác hay tham dự những sự kiện quan trọng, có thể dành tặng cho người thân, bạn bè hoặc sếp. Đặc biệt, miễn phí giao hàng toàn quốc khi nhận hàng được kiểm tra và thử hàng ưng ý rồi mới thanh toán. Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất. Nhanh tay để lại số điện thoại hoặc gọi ngay hotline 0332 508 991 để nhận ưu đãi. Cảm ơn quý khách hàng đã yêu thương và tin dùng thời trang 1975.